Hello friends, I'm Nguyen. Today I come back to you all guys with a new book written by Scott Young, and the name of the book is Ultra Learning: Master How Skills Outsmart the Competition and Accelerate Your Career. Xin chào các bạn, mình Hồng Huyên đây. Ngày hôm nay mình sẽ đến với các bạn một quyển sách mới có tên là Ultra Learning. Master, nắm chắc những cái kỹ năng khó khăn và vận hành nó để hoàn tất và accelerate và thúc đẩy công việc nghề nghiệp tương lai của bạn. Thì tác giả viết quyển sách Scott Young cho các cái doanh nhân, tỷ phú thành đạt của thế giới nghe và họ rất là thích. Thì quyển sách này nói về gì? What's inside? Quyển sách này nói về những người ham học hỏi, ultra learning. Những các cái doanh nhân tỷ phú thành đạt, họ là những người rất ham học hỏi và học nhiều hơn bình thường. Để thành công họ phải học và đọc sách nhiều hơn bình thường. Đọc sách không làm chúng ta giàu hơn, nhưng các tỷ phú trên thế giới không ai mà không đọc sách. Và họ nói rằng việc tự học, học hay là ham học có thể đạt được những cái mục tiêu giáo dục cá nhân trong thời gian sớm nhất, ngắn nhất. Việc tự học và học nhiều hơn nữa là những cái sự đòi hỏi, là cái sự đòi hỏi của tất cả các cái kỹ năng và kiến thức tập trung lại để làm cho bạn hoàn thiện bản thân bạn cả nhân cách bên ngoài lẫn sâu bên trong. Việc tự học và học chuyên sâu cho bạn các cái giá trị đóng góp để bạn có thể học hỏi và phát triển từ những người xung quanh. Mặc dù những cái ví dụ đưa ra của Ultra Learning được viết bởi tác giả Scott Young có vẻ cao cấp và khó hiểu đối với những người bình thường, nhưng lợi ích của những cái cách thức làm việc và cái kỹ thuật luyện tập practitioner này thì giúp bạn approach, tiếp cận cái việc học sâu, học chuyên sâu và thấm sâu bằng việc thực hành. Investing in mastering the art of learning hard things quickly is going to become even more important to your future. Bạn biết không? Vì ở mỗi cấp độ của cuộc sống, bạn cần phải học để trưởng thành hơn. Vì ở mỗi cấp độ của cuộc sống, cần bạn những phiên bản mới hơn, sự phát triển tốt hơn về cả nhận thức lẫn tinh thần. Cho nên việc nắm bắt các kỹ năng, các kiến thức mới trong thời đại mới, đặc biệt là thời đại 4.0 như ngày nay, cực kỳ quan trọng. Mặc dù các kỹ năng này, kiến thức này có vẻ khó nắm bắt, nhưng nếu như bạn cố gắng vận dụng đầu óc của mình để thực hiện nó và biến nó thành của riêng mình, thì bạn sẽ nhanh chóng trở thành người đón đầu công nghệ và phát triển kiến thức của mình. Mục tiêu là bạn sẽ trở nên giàu có nếu có những cái kiến thức này. Có nhiều trường hợp mà việc học sâu và học mở rộng chuyên sâu, mà việc các cái chiến lược mở rộng cho việc học chuyên sâu, học sâu và tự học được áp dụng trong quyển sách này, và nó đưa ra vai trò to lớn để tạo ra những cái tài năng trong tương lai từ cái việc tự học và học chuyên sâu và việc không ngừng học tập. Có 9 cái nguyên tắc ở trong cái quyển sách và trong cái dự án Ultra Learning Project được đưa ra và đề nghị các bạn hoàn tất. Directness is the idea of learning being tied. Sự trực tiếp đưa ra những ý kiến này rất gần với các hành động và các cái ngữ cảnh trong cuộc sống của bạn, trong công việc nghề nghiệp của bạn, để hướng bạn tới sự thành công bằng việc học rộng, học sâu và tự học. Nào mình cùng tìm hiểu quyển sách này nhé. Ultra Learning provides a pragmatic way of keeping up the fast changes that occur in our world as a result of globalization and technological advancements. Educators and parents need to foster ultra learning to help others compete meaningfully. The science
scientific literature on learning reveals that there is no shortage of knowledge of learning. Still, researchers and autodidacts are still spewing hypotheses around learning. Learning has gone beyond individual cognition to include the social environment. Emotions, culture, and relationship influence learning in complex and unexpected ways. Therefore, fostering ultra-learning at home, in school, or in the workplace can be achieved by using the following suggestions as a starting point for enabling others to capture the ultra-learning spirit. 1. Create an inspiring goal. 2. Be careful with competition. 3. Make learning a priority rather than a byproduct. At the highest levels, an ultra-learning driven culture allows learning to go into areas where perhaps nobody else has a particular skill. Although going between established level of skills is important, it is when one learns to do something that nobody else can do that learning becomes truly valuable. Consider a goal that inspires you to explore uncharted territory and see how ultra-learning principles help you become an trailblazer. So try to read ultra-learning to get practitioner method. Ultra-learning nói về việc học rộng, học chuyên sâu và đào sâu vào việc học và việc tự học, cung cấp một cách thực dụng để bắt kịp những cái thay đổi nhanh chóng xảy ra trong thế giới của chúng ta do kết quả của toàn cầu hóa và tiến bộ công nghệ. Bạn có tin không? Thời đại 4.0 cần gì thế nhở? Các nhà giáo dục, cha mẹ của chúng ta cần thúc đẩy việc ultra-learning để giúp những người khác cạnh tranh và sống có ý nghĩa hơn. Các tài liệu khoa học về học tập cho thấy rằng không thể thiếu kiến thức học tập. Xã hội càng ngày càng phát triển và chúng ta càng ngày càng phải học, học không ngừng, học mở rộng, học chuyên sâu và tự học, học đào sâu và học có mục tiêu, học có chiến lược. Không ngành nghề nào mà không học tập để cùng có thể vận hành được tốt và phát triển tốt cả con người lẫn công việc. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu và autodidacts vẫn đưa ra các giả thuyết xung quanh việc học, học như thế nào để có chất lượng, phương thức học tập và cách thức học tập ra sao. Bạn áp dụng phương pháp nào và phương pháp nào phù hợp với bạn, bạn cần mentor nào, cố vấn nào, supervisor nào để có thể hỗ trợ bạn trên con đường thực hiện được mục tiêu ước mơ của bạn. Bạn biết không, học tập đã vượt ra ngoài nhận thức của cá nhân để bao gồm cả môi trường xã hội, cảm xúc, văn hóa và các mối quan hệ ảnh hưởng đến việc học theo những cách phức tạp và bất ngờ. Vì vậy có thể đạt được việc nuôi dưỡng các siêu sao ở nhà, các tài năng ở nhà của chúng ta. Các bé gái và các bé trai là những tài năng trong tương lai, các bạn có tin không? Ở trường hoặc ở nơi làm việc, bằng cách sử dụng những gợi ý của quyển sách mà tác giả đưa ra, Ultra Learning để khởi đầu, làm điểm khởi đầu để giúp những người khác nắm bắt được tinh thần hay và siêu tốc. Đầu tiên, tạo ra mục tiêu đầy cảm hứng. Ví dụ bạn dạy cho một đứa trẻ để nó có cảm hứng về vấn đề gì đó, nó thích về vấn đề gì đó. Bạn muốn dạy nó một vấn đề gì đó, hãy tạo cho nó có cảm hứng về vấn đề đó, hay nó quan tâm gì về vấn đề đó. Thứ hai, hãy cẩn thận với sự cạnh tranh. Trẻ em học trong môi trường cùng bạn bè phát triển hơn nhiều so với học tập một mình. Vì các em, đặc điểm của các em thường thích chơi và tập trung. Và chúng ta trong môi trường cạnh tranh, học nhóm, đồng đội lúc nào cũng phát triển hơn học một mình, phải không nào? Thứ ba, hãy ưu tiên việc học hơn là một sản phẩm khác. Ví dụ, bạn cần đầu tư thêm thời gian để đọc và nghiên cứu sách vở hơn là việc đi chơi đàn đúng cùng bạn bè. Hãy cân bằng việc học và việc chơi. Ở các cấp độ cao nhất, một nền văn hóa dựa trên ultra learning cho phép học tập đi sâu vào các lĩnh vực mà bạn mà có lẽ là không ai khác có một kỹ năng cụ thể. Các chuyên gia đầu ngành, những người phải đào sâu về vấn đề đó.
thì lại nắm bắt các kỹ năng và vấn đề đó sâu sắc hơn tất cả nhiều người. Mặc dù việc đi giữa các cấp độ kỹ năng đã được thiết lập là rất quan trọng, nhưng một khi mà một người học cách làm điều gì đó mà không ai khác có thể làm được thì việc học đó mới trở nên thực sự có giá trị. Bạn thường nói vấn đề đó là khó và bạn không làm được. Thế thì dễ, nếu việc đó dễ, ai cũng làm được thì giá trị của bạn ở đâu? Hãy xem xét một mục tiêu truyền cảm hứng cho bạn và khám phá lãnh thổ chưa được khám phá, và xem các nguyên tắc ultra learning giúp bạn trở thành người tiên phong như thế nào nhé. Hãy tìm ra một sở trường, lĩnh vực, kiến thức, vấn đề mà bạn chuyên sâu và bạn giỏi về nó, và hãy tạo ra cho bạn một con người thực sự chất lượng và thực sự có giá trị nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy lan tỏa và chia sẻ video này nhé.